Hey, chào bạn, trở lại với Việt Devil Skin trên bàn đồng fan mùa Việt Nam. Chính Chiêu đây, đây là ngày sau trận chung kết FA Cup. Sự tôi không biết là tôi có dám đưa cái video này lên không, tại vì lúc nãy cái video trước trận đấu thì tôi dám bảo mùa thắng 2-1, bây giờ mùa chúng ta lại thua 2-1. Thật sự là quá là nuối tiếc luôn. Nói chung là một trận đấu mình nghĩ là dưới cương vị của fan mùa thì mình cũng không phàn nàn gì quá là nhiều, tại vì mình nghĩ là dù gì thì các cầu thủ chúng ta cũng đã làm hết sức. Cái điều chúng ta thiếu ở đây là dĩ nhiên là về con người chúng ta không bằng họ, và cũng dĩ nhiên là về vấn đề chấn thương, vấn đề nhân sự chúng ta cũng rất là không may mắn bằng Man City khi chúng ta thiếu vắng quá nhiều trụ cột. Thật sự là nhìn lên cái bench ngày hôm nay, ngoại trừ Garnacho ra thì không có ai nữa để mà có thể gọi là thay đổi cục diện trận đấu cả. Thật sự là Garnacho khi vào sân thì đã thi đấu mình nghĩ là rất là hay rồi. Có cái tình huống mà quay là mình ngồi ngay sau cột gôn mà anh ta gọi là cậu bé này cứ bóng một cái còn tí nữa thì vào, thật sự là chỉ cách mm thôi. Và rất là nhiều tình huống Garnacho đã làm tốt ngày hôm nay, những cái tình huống gọi là đột phá rất là quyết tâm và rất là mang tính đột biến. Phút bù giờ cuối cùng, biết mọi người xem như thế nào, tôi ngồi ngay sau cột gôn Scott Maximinay tình huống đấy thực sự là không biết tìm được. Nếu mà cái tình huống ấy chỉ cách khung thành chắc khoảng nửa mét là cùng, đánh đầu tử tế một chút thì có khi là bàn thắng gỡ hòa hai đều rồi. Nhưng mà không nuối tiếc, tại vì hôm nay chúng ta thua họ thực sự là vì Man City mạnh hơn. Nhưng mà chúng ta rõ ràng thấy cái sự khác biệt của hai đội trong ngày hôm nay nó không quá nhiều. Man City nếu mà không có cái sự tỏa sáng thực sự là quá là không thể nào tin được, khó chịu là tại sao lại hai lần liên tục UK win the one, không thể tin được những cái tình huống như vậy. Thường trong một trận ấy xuất thần một lần, anh chàng này xuất thần hai lần, hai tình huống xuất bóng. Tình huống đầu tiên ghi bàn kỷ lục FA Cup chung kết, 13 giây ghi bàn. Tình huống bóng đến là anh ta sút ngay lập tức luôn, vô lê lập tức luôn. Tình huống thứ hai cũng như vậy, đầu hiệp 2 chưa có chuyện gì xảy ra hết, một quả phạt góc, một tình huống cố định và bóng tới Gundogan sút ngay vào. UK win the one, man of the match ngày hôm nay. Nhưng mà thật sự là anh ta quá là xuất thần. Ngày hôm nay thật sự mù chúng ta là đúng là đã thua UK win the one mọi người ạ. Chứ còn thật sự thì Man City ngoại trừ từng hai tình huống ghi bàn từ trên trời rơi xuống với win the one thì họ cũng chỉ có khoảng vài cơ hội chứ không thành mù thôi. Chúng ta đã làm rất tốt ngày hôm nay, thấy là hàng thủ chúng ta đã chơi khá là tốt, hàng công rất là quyết tâm. Nhưng thật sự là chúng ta thiếu vấn đề nhân sự, cái bench chúng ta quá yếu, là không có ai cả, không có ai có thể làm được cái chuyện gì ở bench khi mà vào sân mà tạo được cái sự đột biến. Không biết tin là chúng ta phải trông cậy một cậu bé 18 tuổi Garnacho, còn những người như là Anthony Martial, Anthony, những người chúng ta tưởng là đã có khả năng tham gia cái trận chung kết này thì cuối cùng lại cũng không có mặt được. Thì một lần nữa nó chỉ quay lại cái vấn đề của câu lạc bộ chúng ta, của Manchester United, là chúng ta vẫn còn ít nhất 5-6 cầu thủ nữa, chúng ta phải mang về được ít nhất 5-6 con người nữa ở cái đẳng cấp rất cao, không phải là để dự bị nhé, là đẳng cấp rất cao để cạnh tranh với những cầu thủ thi đấu chính hiện nay ấy, thì chúng ta mới mong là chúng ta có thể cạnh tranh lâu dài với Manchester City ở Premier League và những cái chiếc cúp như này. Nhìn đội hình Man City ngày hôm nay khi mà họ thật sẵn sàng đưa Kevin De Bruyne ra vì họ có Phil Foden vào sân thay, còn chúng ta chỉ có thể mang vào được những Val Veyhorst và những Scott Maximinay. Thật sự là chênh lệch quá nhiều, nhưng mà chênh lệch về lực lượng, chênh lệch về cái đẳng cấp của những người trên băng ghế dự bị, nhưng mà chênh lệch về quyết tâm thì rõ ràng là không nhiều. Ngày hôm nay mình thấy là fan MU ngày hôm nay thật sự chúng ta đã thi đấu rất là quyết tâm, có thể thấy rõ như vậy. Không biết mọi người ở nhà xem như thế nào, nhưng mà ở sân ấy, thì rõ ràng cái sự quyết tâm là như vậy. Hiệp 2 mình rất lo cho MU chúng ta, tại vì sao? Tại vì nếu như mà chúng ta ấy, để Man City họ cầm bóng trên sân nhà của và họ chơi trên sân nhà MU ấy, thì cái hiệp 2 ấy, ngay đằng sau David De Gea là tất cả là fan Man City. Cái nửa mà MU thi đấu hiệp 2 ấy, cái nửa phần sân MU của hiệp 2 ấy, là phần sân của fan Man City họ ngồi. Cho nên là mình đã rất lo lắng, nhưng mà chúng ta đã thật sự là ok, ta là cái thế trận nó khá là tốt. Cái trận đấu này không phải một trận đấu quá hay, quá cởi mở, gọi là end to end, gọi là hai bên có tấn công dồn dập, mà là một trận đấu tính toán, chiến thuật khá là ổn. Và nhịp độ trận đấu không hề cao, từ đầu đến cuối không hề cao. Mùa chúng ta, mình nghĩ cái này là có lợi cho Manchester United, và thật sự là Ten Hag đã làm rất tốt cái điều này, là giữ cho nhịp độ trận đấu không cao, chơi rất là rình rập. Man City cảm giác là họ cũng có sự dè chừng và họ cũng chơi rất rình rập, khi mà họ ghi bàn rồi thì họ cũng không ồ ạt tấn công nữa.
Cho nên là thật sự mình nghĩ là cái trận đấu như vậy thì cái ngoại trừ hai tình huống xuất thần của Gundogan ấy, thì thật sự là chúng ta đã có cơ hội có thể có một kết quả khác ngày hôm nay, hoặc là có thể kéo dài trận đấu thêm. Mà thôi, thật sự là cái sự xuất thần của anh chàng Gundogan này đã gọi là hủy diệt cái trận đấu ngày hôm nay. Thật sự là hơi tiếc một chút, nhưng mà thôi. Sao? Cái sự thật chúng ta nhìn ra cái vấn đề lâu dài và mùa sau chúng ta phải làm gì chúng ta đã biết rồi. Khi chúng ta không có một con người nào trên bench ngoại trừ cậu bé 18 tuổi Garnacho có thể giúp chúng ta thì chúng ta đã biết cái vấn đề của chúng ta rồi. Hy vọng mùa sau chúng ta sẽ làm tốt hơn. Còn ngày hôm nay thì sẽ đi xem trận đấu này, mình thật sự là rất là thỏa mãn, không có gì tiếc nuối hết, trừ cái việc là chúng ta không chiến thắng mà thôi, thì rất là hơi buồn thôi. Chứ còn đến ngày hôm nay xem được trận đấu này, thật sự là rất nhiều những cái ký ức tuyệt vời. Ok, vậy thôi, cảm ơn chị em rất là nhiều, hy vọng mọi người không quá tiếc nuối. Và mùa sau chúng ta sẽ làm lại, bây giờ chúng ta sẽ đi vào kỳ chuyển nhượng mùa hè, chúng ta sẽ có cơ hội để mà làm mạnh mình lên và chúng ta sẽ trở lại. Còn bây giờ thì mãi chơi.